Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trung tâm Nhận Cô C chữa đề thi thử N2 phần Bunbo của đề thi thử đợt thi thử GPT vào tháng 5 vừa rồi. Và ngay bây giờ thì không chần chờ gì nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa phần ngữ pháp các bạn nhé. Câu số 33. Né. まだ完全に治っていない何々ね。 外を歩けるくらいまで元気になった。 いいですか? Trái tim của gió, konnichiwa. 何々わけところを もののことに。 Half of konnichiwa, minasan ね。 まだ完全に nào tên này phần phía trước đó là vẫn chưa khỏi hẳn đấy, về phía sau đó là nhờ chỉ có đi bộ ra một ngoài một chút thôi đúng không, sao nhờ đã khỏi rồi đấy, đã cảm thấy khỏe hơn is đấy. Wake de, chúng ta có wake de. Wake ám chỉ những điều gì đó là đương nhiên. Mai Lan anh sang konnichiwa đúng nhờ. Ima đúng nhỉ? Aircon ga tsuitemasu kara suzushii wake desu đúng không? Bây giờ đang bật điều hòa mà nên là đương nhiên nó mát rồi. Tokoro đúng nhỉ? Ám chỉ đang làm một cái việc gì đó thì bất ngờ có một việc gì khác xảy ra đúng nhỉ? Ví dụ đó là đang quay cóp trong bài thì bị sensei nhìn thấy đúng không? Testo chiu mà kaningu steru tokoro o sensei ni mirare chatta. Monono monono là gì các bạn? Monono đúng nhỉ? Nhưng mặc dù đúng không? Nó diễn tả những cái điều gì nó trái với suy nghĩ của chúng ta. Mình cứ nghĩ là như này đúng nhỉ? Nhưng trên thực tế nó lại là khác. Và cô tổ ní thường hay đi với những cái từ tính từ đúng nhỉ? Thể hiện cảm xúc tâm trạng đúng nhỉ? Để ở đầu câu, tức là mình muốn nhấn mạnh cái cảm xúc tâm trạng của mình trước. Ví dụ, zannen na kotoni kare wa koraenakatta. Điều đáng tiếc là cậu ấy đã không thể đến được. Và câu này thì chỉ có thể là đáp án số mấy như các bạn? 3 thôi nhá. Iriska monono. Tuy nhiên, mặc dù. Đó. Mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn đúng nhỉ? Nhưng mà khi đi bộ ra ngoài một tí đúng không nhỉ? Thì cảm thấy người mình nó khỏe hơn rất là nhiều. Đó. Bình thường mình cứ nghĩ là vẫn chưa khỏi hẳn thì đừng nên ra ngoài. Đúng nhỉ? Ra ngoài sẽ không tốt như thực tế đúng không? Đi ra ngoài hít thở không khí đi dạo một tí nó lại khỏe hơn. Monono. Iriska. Chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo nhé. Konbanwa minasan. Kanojo ga isshokenme watashi no tame ni tsukutte kureta ryori nan da kara. Vì đây là cái món ăn mà cô ấy đã miệt mài đúng không nhỉ? Bỏ công bỏ sức làm vì tôi nên là sao đây? Taberu wake de wa nai. Tabenai wake de wa nai. 食べるわけにはいかないると食べないわけにはいかない。いいですか?わけ、わけ。Vũ sang 4 bản. Chúng ta có wake để gọi này là gì các bạn nhỉ? Đưa ra một cái điều gì đó phủ định một phần không hẳn đúng nhỉ? Nên không hẳn là ăn. Có đúng không ạ? Thabe nai wake de gwanai, không hẳn là không ăn. Taberu wake ni wa ikanai, ru wake ni wa ikanai, ne? Nani nani koto wa dekinai, không thể ăn à, các bạn, có phải không ạ? Vậy chúng ta chỉ có cái số 4 thôi, thabe nai wake ni wa ikanai, không thể không ăn, tức là phải ăn đấy, đúng nhỉ? Thì nai wake ni wa ikanai nó hay dùng cho trường hợp để tâm lý, đúng không nhỉ? Vì cô ấy đã làm cho tôi rồi, đúng nhỉ? Nên như một lẽ thường tình thôi, mình phải ăn, mình không thể không ăn được, không thể phụ lòng của cô ấy được. Thì nai wa ken ni wa ikanai nó hay dùng với nghĩa thể hiện tâm lý. Dùng bạc nè. Sao ですね、チャンネルさん。はい、35. あの店でキャンペーン中に携帯電話を買うと犬のぬいぐるみを何々です。開けます、もらいます、くれますといただきます。
À, đây là cho nhận đây. Các bạn đấy nhá. À, ở cái nhà hàng cửa hàng này đúng không nhá? Nếu mà mua điện thoại đúng nhà trong cái thời gian họ khuyến mại campaign đấy thì campaign thì sao đấy nhỉ, chúng ta sẽ được tặng cái gì đây nhỉ? Inu no nuigurumi, à là một con chó thú nhồi bông đúng không? Chúng ta có agimas, agimas là cho tặng thì cái này sẽ không hợp lý lắm đúng không? Moraimasu, kuremasu và itadakimasu, chúng ta để ý này. Moraimasu, itadakimasu là một đúng không? Trong đó itadakimasu sẽ là khiêm nhường ngữ của moraimasu. Và chúng ta để ý anomise de. Cái câu số 35 đáp án hợp lý nhất sẽ là san bằng nha các bạn nhé. Ta thấy moraimasu, itadakimasu là một. Iですか? Thì trong câu này đúng không nhỉ, mặc dù chúng ta để ý thấy vế đằng trên ý, đó là chủ ngữ là mình đúng không, nếu mà khách hàng nhà mình đây mà mua điện thoại di động này đúng không thì hợp, nhưng ở đằng trước này ta có anomise de, dùng kuremas là hợp lý nhất ở đây bởi vì ta thấy moraimasu và itadakimasu là một, hợp lý nhất ở đây là kuremas nhé. Thì bên khách hàng đúng không, à bên cửa hàng sẽ tặng cho chúng ta đấy thú nhồi bông. Câu số 36. Yakusoku ga morarenakatta no da kara aite ni jijo hanashite ayamaru. Được nhá. Vì mình đã không giữ đúng lời hứa. Nên sao đây ạ? Nên chỉ có nên ayamaru được là xin lỗi đúng không? Nên sao đây nhỉ? Kể lại rõ sự tình cho người ta biết và xin lỗi. Shikanai to ittaranai suginai ni chigainai. Câu này các bạn rất là đồng lòng. Minna isho, ichi, ii desu ne, ichi. Vapru shikanai, đúng nhờ, ám chỉ nào. Hoka no hōhō ga nakute desu ne, mà sore shika ne, shinakereba naranai, đúng không? Không còn cách nào khác, buộc phải làm cách này thôi, đúng nhờ, chỉ duy nhất còn mỗi cách này thôi, đúng nhờ. Ayamaru shikanai, đúng không? Bây giờ chỉ có thể là xin lỗi người ta thôi. Minna isho. Tôi ít tà là thường hay đi với những cái tính từ hay là những cái danh từ thể hiện tâm trạng, tình cảm, kimochi hoặc mức độ đúng không? Để nhấn mạnh cái đấy, cái mức độ đó không thể diễn tả được thành lời nữa, cực kỳ rất đúng không? Ví dụ kowasato ít tà này đúng không? Không thể diễn tả nên thành lời cái sự sợ hãi đấy. Suginai là đơn giản chỉ là thế này thôi, không vượt quá cái mức độ đấy. Hoặc nichigaina nha, chắc chắn. Số 1 đấy các bạn nhé, Ichiban. Hãy câu số 37. Michi ga suiteru. Đường rất là vắng. Speedo dashi sugiru to abunai. To atte. To ittara. Kara to itte. からすれば、bạn hào hoàng, bạn viện vũ, bạn mai lan anh là sẵn này. Chúng ta có đáp án chính xác của câu này đúng rồi, san bằng karatoite. Dẫu tuy nhiên mặc dù thì karatoite đây là một cái cấu trúc trái nghĩa của kara. Bình thường ta có kara là chỉ nguyên nhân đúng không nhỉ, vì a nên b, nhưng karatoite nó lại ngược lại, dẫu có lấy lý do là
này đi chăng nữa đúng nhỉ, thì cũng không đó dậu đó, bình thường đúng không nhỉ, mình sẽ có vì đường vắng đúng không kara, nên là cứ thoải mái là tăng tốc, nhưng với kara tối ít tê dẫu có lấy lý do là đường vắng đi chăng nữa đúng nhỉ, nhưng chúng ta cũng không nên tăng tốc, bởi vì sao nhỉ, nếu chúng ta phóng quá nhanh thì rất dễ xảy ra những cái tai nạn. Cả samba nhé các bạn nhé, kara tối ít tê dẫu dẫu có lấy lý do là gì đi chăng nữa, mặc dù tuy nhiên tùy cách dịch phù hợp nhé các bạn nhé. Hai, câu số 38, đare để mo hôme đare để bà ureshi, tất cả mọi người đều thế thôi, ai cũng như vậy thôi đúng không, nếu được khen thế cái gì vui đấy ạ. Ni kagitteru, ni kagitta koto dewa nai, ni kimatteru wake ni wa ikanai. Bạn Minna, bạn Thu Midori, bạn Hào Hòa, Sho Sambang, bạn Hy Vọng là Yong. Hãy chúng ta có chắc chắn sẽ là Sambang rồi. Ne, ni kimatteru, chắc chắn. Nani nani ni kimatteru, đứng đằng trước là thể thông thường ám chỉ một cái điều gì đó, mình đưa ra một cái kết luận chắc chắn nhất định sẽ là như vậy. Chắc chắn mọi người sẽ vui rồi. Còn câu số 4 thì đứng đằng trước thường là động từ thôi nhé các bạn nha, vấp rự hoặc vấp nai, không dùng với tính từ qua cái đế đoạn này. So is vũ sản. Chắc chắn mọi người sẽ rất là vui. Câu số 39, Kibono shigoto ni tsuita. Làm vào đúng không, làm cái công việc mà mình có nguyện vọng mong muốn. Zen ryoku o tsukusu tsumori da. Ta có zen ryoku o tsukusu tsumori da. Đó, mình sẽ dốc hết cái sức lực của mình ra. Đó, đằng trước là làm một công việc mà mình có mong muốn, có nguyện vọng. Và đằng sau là dốc hết sức mình. Dakeatte kara ni wa tori ni và tokoro kara. Bạn Mai Lan Anh, bạn Nguyễn Vũ, bạn Hà Hoàng. Sure. So, ne, ni ba, kara ni wa. Đó, kara ni wa, vì A nên đương nhiên B. Nếu mà mình, đúng không ạ? Vì lý do A nên đương nhiên B, nhưng nó sẽ nhấn mạnh cái gì đấy nhỉ? Cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm. Đó, của mình, nghĩa vụ trách nhiệm ở đây là gì? Ví dụ, một khi mà đã đi làm rồi ấy, đúng nhỉ, là mọi người phải dốc toàn lực vào. Ý, một khi mà đã thi, đúng không, là phải cố gắng đến cùng. Đó, nó nhấn mạnh cái trách nhiệm, cái niềm tin, cái hy vọng và cái gì đấy nhỉ, cái nghĩa vụ của mình. Đó, mình có thể hay dịch là vì hoặc là một khi nhá, nhấn mạnh cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình, không dùng dakeatte. Dakeatte mặc dù cũng mình theo nếu mà dịch nôm na cũng là vì A nên đương nhiên B đúng không, nhưng nó nhấn mạnh đến sự tương xứng. Ví dụ như sao nhỉ, vì đã sống ở Nhật nhiều năm nên tiếng Nhật rất là giỏi đúng không, Nihon ni nagai aida sunde ta dakeatte Nihongo ga ma umai desu. Đó, nó thể hiện sự tương xứng như vậy. Nhưng cái kara ni wa nó sẽ nhấn mạnh đến cái trách nhiệm, cái niềm tin và cái nghĩa vụ. Một khi mà đã làm A đúng không thì phải như thế nào đấy. Thì hợp lý nhất với câu 39. Isne, minasan, hadashi. Đúng rồi, mọi người đã đưa ra cách dịch rất là đúng. Hãy, chúng ta đến với câu 40. Tan chỉ cần để cảm nghe ta, tan chỉ cần để cảm nghe ta, suy nghĩ trong thời gian ngắn, chúng ta để nhá, xem mối quan hệ giữa hai vế như thế nào. Yoku dekita bram da to omimasu. Đó, suy nghĩ trong thời gian ngắn, nhưng lần sau đấy nhỉ, yoku đó này, một cái kế hoạch khá là tốt, mình đã làm một cái kế hoạch khá là tốt mặc dù suy nghĩ trong thời gian ngắn. Vậy bây giờ thể hiện cái sự hơi tương phản một tí, mặc dù như vậy đúng không, thì chúng ta làm ra uchini niste wa hai ue wa amari. Bạn Nguyễn Vũ, bạn Mai Lan Anh là sang. Bạn Tiến Bi, bạn Kim Phượng, ni, bạn Thu Midori, ni,
Đúng rồi, chúng ta có đáp án chính xác là ni nhá. Tại sao không phải là sang? Sang ưê quá, nó giống với cà rà ní quá mà mình vừa làm đúng không? Một khi mà đúng không? Thì phải đó, một khi mà thi rồi đúng không? Phải cố gắng đến cùng, phải đỗ. Một khi đã đi làm rồi thì phải có trách nhiệm, tuân thủ đúng quy nguyên tắc của công ty. Ưê quá, cà rà ní quá hoặc y quá. Tuy nhiên câu ở đây chúng ta phải chọn ní stê quá. Ní stê quá thường đưa ra những cái sự tương phản không tương xứng với nhau. Ví dụ ở câu đằng vế đằng trước là gì? Suy nghĩ trong thời gian rất ngắn. À, bình thường suy nghĩ trong thời gian rất ngắn đúng không ạ? Thì mình nghĩ là sẽ là kế hoạch của nó cũng sẽ là bình thường thôi, thậm chí là không tốt. Nhưng đằng sau đây, à, suy nghĩ trong thời gian ngắn ấy thế mà lại đưa ra được một cái kế hoạch khá là tốt. Đó, nó thể hiện cái sự tương phản, nó không tương xứng. Hoặc cái cặp này chỉ có 100.000 thôi đúng không? Nhưng khá là bền, nó không tương xứng với giá đúng không? Giá rẻ mình cứ nghĩ là sẽ không ok lắm nhưng mà thực tế nó lại là khá là tốt đúng nhỉ? Konokaban wa jūman dong ni shite wa đúng nhỉ? Kekkō daijoubu da. Đó. Hoặc là hajimete ni shite wa à mặc dù là lần đầu tiên đấy nhưng mà đấy. Yoku dekimashita. Nhưng mà tôi đã làm khá là thành công. Đó thể hiện sự tương phản, không tương xứng, có thể dùng cho cả nghĩa tích cực và tiêu cực nữa nhé các bạn nhé. Mặc dù nhưng dẫu đi đi đấy, các bạn đưa ra những cách gì khá là chuẩn. Hãy chú ý. Câu số 41. Fukio juncho ni rieki o ageteru kaisha mo aru. Chúng ta vẫn tìm xem mối liên hệ giữa hai vế nhé. Fukio Kê kỳ là rủi, tình hình kinh tế khó khăn, khủng hoảng. Nhưng mà sao đó nhỉ, cũng có những cái công ty đúng nhỉ, đó, vẫn rất là tiến triển, rất là vẫn là tốt, đúng nhỉ, lợi nhuận vẫn rất là tăng, rất là cao, thu được rất nhiều lợi nhuận. Đó, hai thể sự tương phản, đúng không ạ? Toshitemo, wamochiron, nimo kakawarazu, nitsuki. Mina isho. Câu này hầu như mọi người giống nhau. Chúng ta sẽ phải là sanban đúng rồi, nimo kakawarazu đứng trước phải là danh từ hoặc đó là futsuke để thông thường đúng không nhỉ, với mang nghĩa bất chấp mặc dù, à bất chấp cái điều kiện như thế đấy nhưng mọi người vẫn cứ như thế nào đấy đúng không, mặc kệ nó bất chấp đó. Ví dụ đúng nhỉ, ame ga futteru nimo kakawarazu nhỉ, minna isshokenme renshiu sakao renshiu shite masta, bất chấp trời mưa, mặc dù trời mưa nhưng mọi người vẫn cứ luyện tập bóng đá. Ý. Đó đây, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn nhỉ, vẫn có rất nhiều công ty kiếm được rất là nhiều, đúng không? Vẫn rất nhiều công ty hoạt động tốt. Cái này khác với cái cấu trúc quá Mochidon các bạn nhé. Để ý với cái mẫu này, để ý kỹ mối quan hệ giữa hai vế, xem là nó có mối quan hệ như thế nào, tương phản hay là không, hay là nguyên nhân kết quả hay là giả định kết quả thì chúng ta sẽ chú ý nhé. Đảm bảo. Hãy Yongjuni, Yume Brando no bag. À đây một cái túi hàng hiệu. Đấy. Chiu cô hi na no de là đồ cũ, là dưới mướn, yasukata tạm là khá là rẻ thôi. Dokoro ka ni kakete wa というのはといっても、đấy. Bạn Ngọc Tân là Yong, bạn Hương Lê cũng là Yong. Yong. Đấy. Chúng ta có đáp án chính xác của câu này là Yong nha các bạn nhé, tối tề mộ. Hãy dẫu nói là đúng nhỉ, dẫu mặc dù nó là cái túi đồ hiệu đấy nhưng về nó chỉ là hàng cũ thôi, đồ cũ thôi, second hand nên giá rất là rẻ. À, tối tề mố thường dùng để diễn tả những cái sự thật đúng không? Nó trái với suy nghĩ của mình và nó nhấn mạnh đến cái ấn tượng như các bạn nhé. Ví dụ sao nhỉ? À, nói đến cái túi hàng hiệu đúng không nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ nó đắt tiền nhưng thực tế đây là túi cũ thôi nên nó khá là rẻ. Hoặc đúng nhỉ, bố tôi đang là bây giờ đúng nhỉ, bố tôi đang kinh doanh một cái công ty đúng không, im mà nhé, ở chi chi wa kaisha yatte mas. Đó, kaisha to itte mo shain wa futari datta. Đấy, futari da, à nói là công ty đấy
dẫu nói là công ty đấy khai trả tôi tiền một nhưng nhân viên chỉ có hai người thôi, trả anh và Eto Futarishikai này đó, nó nhấn mạnh cái ấn tượng như vậy nhá. Dokoro cả, đừng nói là mà ngay cả đúng nha, đừng nói là bia nhé mà rượu tôi uống được cả lít đúng không? Dokoro cả nikakete wa khi xét về một mặt nào đó ai đó là nhất đúng nhỉ. Tối ưu quá thường dùng để định nghĩa. Chúng ta có số 4 nhé. Tsuki 43. Senshu wa saikin chousi wa garui. Chousi wa garui. Kore de wa yūshō. New show mô muzukashi. À đúng nhỉ, cái vận động viên đó dạo gần đây đúng nhỉ, sức khỏe đúng nhỉ, tình trạng không được tốt lắm. À và nếu vậy thì sao, new show là vô địch, new show là có giải thưởng. New show mô muzukashi. À việc có giải thưởng thôi cũng đã rất là khó rồi, chứ đừng nói đến vô địch. Mình có thể hiểu như vậy. Tokoro o, tokoro de, tokoro ga và dokoro ka. Có một số bạn chọn là sam, một số bạn chọn là yong. Dạ. Và cô tài quá yong bà. Các bạn chọn là sam chứ tokoro ga là tuy nhiên ý, thì nó hay thường đứng ở một vế câu để đưa ra những cái điều phủ định nhẹ. Và câu trả lời đúng của chúng ta phải là dokoroka của mẹ. Dokoroka nó muốn nhấn mạnh đúng không, khi chúng ta nói đến hai sự việc nhé. À, khi nói đến cái mức độ của cái sự việc đằng sau đúng nhỉ, nó rất là lớn, nó cách biệt so với cái thằng đằng trước. Và chúng ta có thể cách dịch là Yusho Dokoroka, Yusho Musukashi. Đừng nói là vô địch nhá, mà ngay cả việc có giải thưởng thôi đúng nhỉ, nằm trong top thôi cũng rất là khó rồi. Đừng nói là A mà ngay cả B cũng không thể nào làm được đúng nhỉ. Cái mức độ cách biệt giữa hai sự việc nó là khá là lớn. Đấy. Yusho Dokoroka, đừng nói là thắng nhá. Đó. Mà ngay cả lọt top thôi cũng rất là khó rồi. Litoru đúng không cả đúng nhỉ? Sang litoru mo dekiru đúng nhỉ? Đừng nói là 1 lít nhé, mà ngay cả 3 lít cũng uống được. Kiểu như vậy, nó nhấn mạnh sự cách biệt khoảng cách giữa hai cái sự và sự việc đó. Đừng nói là A mà ngay cả B cũng. Ideska. Chúng ta có câu số 44. Kitai ga okikata, à niềm hy vọng rất là lớn nên sao đấy nhở, yosen mo tsuka dekinakata A team ni minna tsubou shita, nên là sao đấy nhở, mọi người rất là thất vọng với cái đội tuyển A, mà cái đội tuyển A này là sao đấy nhở, thậm chí còn yosen là vòng tuyển chọn vòng đấu lượt đúng không ạ, thậm chí còn không qua nổi vòng đấu bảng đó. Đằng trước là kỳ vọng rất là lớn nên là mọi người rất là thất vọng khi cái đội đội A này đúng nhờ nó không qua được vòng bảng. Hô độ ni, hô độ đến mức đúng không ạ, đa kể ni sae mo koto ni hay mina ni bảng nhé, isho hay đa kể ni nhé, chính vì A nên đương nhiên B giống với đa kể t đúng nhờ, chính vì hy vọng của mọi người kỳ vọng quá lớn nhỉ, nên khi đội này thất bại thì mọi người đều thất vọng. Đây. Nó giống với Dakeate vì A nên đương nhiên B. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu bài sắp xếp nhé, câu số sau. Kare wa Hito kara kita hanashi, những chuyện nghe từ người khác. Nani nani hanasu, nói như thế nào đấy. Mita, nhìn. Demo, dẫu, mặc dù. Jibun de tự mình. À vậy tự mình. Mình thì mình phải có đằng sau phải là một động từ đúng nha, tự mình làm một việc gì đó. Ka no yoni, giống như là. À bây giờ chuyện bây giờ các bạn sắp xếp như thế nào ạ?
coi. À, các bạn khá là đồng lòng, đúng rồi. Hito kara hanashi, hito kara kita hanashi demo, dẫu là những câu chuyện nghe từ người khác, đúng nhờ. Vậy ta phải có chibun de mita, đúng không? Chibun de mita kano yoni hanasu. À, chuyện nghe từ người khác, đúng nhờ, do người khác kể thôi, thấy ấy, thế mà anh ấy nói chuyện, đúng nhờ, cứ giống như kiểu là, đúng không, chính mắt mình nhìn thấy vậy đấy. Vậy chibun de mita kano yoni hanasu i mina yokatta ne. Hãy câu số 46. Toten de wa okekusan ni, okekusan ni, đúng không, nani nani kokoro gaketeru, nào cố gắng nỗ lực làm gì đây, moraeru nhận được, yorokonde vui mừng, vấp tê. Vậy morao chúng ta phải hình dung ra, đúng không nhỉ, nó sẽ phải đứng đằng sau vấp tê, vấp tê morao được ai đó, đúng nhỉ. Sabisuo, sabisuo đằng sau phải là một động từ rồi, mà trong này có động từ nào khác không nhỉ, ngoài cái thằng đằng trên yona, như là yona vậy, yona đứng đằng sau phải là một danh từ rồi, đúng không ạ. Vậy các bạn có thể sắp xếp được như nào ạ? そう、ああ、みんな一緒。いいですね。はい。お客さんに喜んでもらえる。đúng nhỉ? Được khách hàng vui vẻ, đúng nhỉ? Được khách hàng đón nhận. Yona chúng ta phải đứng đằng trước danh từ, vậy chỉ có thể là đứng trước ba thôi, đúng không? Yona sabisu o kokoro gaketeru. À, cửa hàng chúng tôi, đúng nhỉ? Lúc nào cũng cố gắng, cố gắng làm việc gì đó, nani nani o kokoro ga được, cố gắng đưa ra, đúng nhỉ, những cái dịch vụ, đúng nhỉ, với mục đích, đúng không, như là để làm cho khách hàng vui lòng. 2143 nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ba câu còn lại này. この街は名所が楽しめるので観光客が絶えない。À, ở cái thành phố này, cái địa, những cái danh thắng nổi tiếng sao, nhưng có thể tận hưởng, có thể nghỉ ngơi thoải mái này, tận hưởng được nên là sao, khách lúc nào cũng đến nhìn, khách lúc nào cũng đến rất là đông nha. Ôi, Samazamana, vậy Samazamana phải đứng đằng sau, đằng trước danh từ, đúng không? Ue ni dùng để liệt kê, đúng không? Reja, reja ga. Ôi, phải đi đằng dưới là cái gì các bạn? Ôi, chúng ta để ý cái gì nhiều. Và ue ni dùng để bổ sung thêm thông tin, đúng không? Leisure là các hoạt động nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, đúng không nhỉ? Bạn Nguyễn Phú, bạn Hà Hoàng, Isho. Ta sẽ có Kono machi wa meisho ga oi ue ni, đúng không nhỉ? Không những nhiều các địa điểm danh thắng, đúng không? Mà hai, đúng không nhỉ? Samazamana reja ga tanoshimeru node, mà sao đó nhỉ? Chúng ta còn có thể tận hưởng rất nhiều các dịch vụ nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, thư giãn, nên là khách du lịch rất đông. 1324 nhé các bạn nhé. Câu số 48. Nihon retto wa, quần đảo Nhật Bản thì sao? Nambuku ni nagai,
dài đúng nhờ, kéo dài từ Nam đến Bắc nên là sao đấy, Tanoshimeru. À chúng ta để lại cái bắt gặp Tanoshimeru này, Tanoshimeru vừa ở trên này đúng không, chúng ta có thể tận hưởng được, thưởng thức được, đi với gì đây nhờ, gá đó, có thể mà đúng không nhờ, động từ khả năng. Tame thể nguyên nhân, vì Shizen ga tự nhiên, thiên nhiên, Samazama Tayo đúng nhờ, Tayona mà Samazama tốt, Onaji imi đấy đấy. Đó, vậy chúng ta có thể ra rồi. Bạn Bình Bình đưa ra là rất là nhanh. Chúng ta sẽ có Namboku ni nagai Tame, vì đúng nhỉ, Nhật Bản trải dài từ Bắc xuống Nam đúng nhỉ, nên Tayona Shizen ga đúng nhỉ, Tanoshimeru, nên đúng nhỉ, chúng ta có thể thưởng thức được, chúng ta có thể tận hưởng, chúng ta có thể ngắm được đúng nhỉ, có được rất nhiều những cái cảnh vật thiên nhiên khác nhau đúng nhỉ, miền Bắc lạnh đúng không nhỉ, rất nhiều tuyết sang sang dần đến miền Nam đúng không nhỉ, đó, biển rất là đẹp, nắng ấm. Đấy, sự phong phú đa dạng về thiên nhiên. Đáp án sẽ là 2, 4, 3, 1. Và câu cuối cùng của phần sắp xếp. Chiumi no sekatsu. Ồ, làm sao phải động từ rồi. Hoặc là một cái dạng thức ngữ pháp nào đấy. Hichio ga aru no daro. Cần thiết phải làm gì đây ạ? Dam wo tsukuru, xây dựng đập. Nishite Gise là hy sinh, mà đệ đến mức độ. Vậy hy sinh cái gì nhỉ các bạn để xây đập? Hy sinh cái cuộc sống của người dân nơi đây đúng nhỉ? Để xây đập ấy thì có cần thiết là như vậy không? Đúng không ạ? Thì ta sẽ có câu này sẽ là gì nhỉ? Bạn Nguyễn Vũ đưa ra đáp án rất là nhanh. Câu này một câu khá là hay. Ta có đáp câu này nhá. Hay. Jiumi no sekatsu gise. Đó. Nishite made. Damu o tsukuru hichio wa ga aru no daru ka. Ta có cái cấu trúc vấp te ma đế đến mức phải làm một cái việc gì đó. Nên, hay, liệu chúng ta có cần thiết phải xây dựng đập đến mức mà hy sinh cái cuộc sống của người dân nơi đây hay không? Nên, Jimin no sekatsu wo gise ni shite ma đế đến mức đó. Đã một kuru hichio ga aru no daru ka. Đó nha, đến mức độ phải làm một việc gì đó. Nani nani ni shite ma đế, nani nani shite ma đế. Các bạn đúng nhiều phần này không ạ? Đối với kỳ thi N2 là N1 thì những cái bài sắp xếp này luôn luôn là những cái bài gỡ điểm. Bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với bài đọc ngữ pháp nha các bạn nhé. Câu này là mẫu N2 nhá, Nguyễn Vũ Sàng nhá. Vấp tê mà đệ. Đến mức độ phải làm như thế nào đấy, đấy là ngữ pháp N2. Chúng ta có bài đọc. Chúng ta cùng đọc nào. Presentation no taisetsu naruru no hitotsu ni shikan kanri ga aru. À, một cái quy tắc quan trọng đúng nhỉ? Khi thuyết trình đó chính là shikan kanri, quản lý thời gian. これは与えられた時間をきちんと使い。Chúng ta sẽ phải sử dụng đúng là đúng đúng nhờ cái thời gian mà được cho phép. さめられた時間より長すぎたり短すぎたりしない。ということです。Đúng nhờ, chúng ta không bao giờ đúng nhờ sử dụng quá, đúng nhờ thuyết trình quá cái thời gian cho phép hay là ngắn quá, đúng nhờ. Và tục ngữ đặc biệt
Speechigas skinahito, đặc biệt những người mà hay thích thuyết trình ấy thì sao đây? Đó. Chodo i jikan ni owaru, kết thúc đúng giờ. Yote yori hayaku, kết thúc sớm hơn so với dự định, so với thời gian quy định. Hãy yote yori nagaku natte shimau, à nói quá dài so với thời gian quy định, hoặc yote shikan o kimenai, không quyết định được thời gian quy định. Thì bây giờ chúng ta, đặc biệt với những người thích thuyết trình thì sao? Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe xem câu đằng sau nhé, để xem có gợi ý nào không. Iroiro na koto ga itaku naru kara. À, vì sao nhỉ? Họ có quá nhiều điều muốn nói. Iroiro na koto ga itaku naru. Như vậy, có quá nhiều điều muốn nói, vậy họ kết thúc sớm, kết thúc đúng hay là kéo dài thời gian ra nhỉ? Đáp án thì chỉ có thể hợp lý nhất với cái câu này là Samba. Nhiều khi không biết đúng không, những câu là câu nào cũng thấy đúng 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 nhỉ, nó chưa rõ được thì chúng ta phải xem câu đằng sau nhé, nó sẽ có gợi ý dữ kiện để chúng ta hoàn thiện nó. これに対してスピーチの上手な人というのは予定された時間通りに話を終わる nhá, với những cái người mà rất là giỏi trong giỏi thuyết trình ấy. Chứ nhé, ở đằng trên là người ta nói là cái người thích thuyết trình, người ta thích nói nhiều. Còn đây là những người nào thuyết trình giỏi ấy, đúng không? Họ lúc nào cũng sẽ kết thúc bài nói chuyện của mình nhỉ? Theo đúng thời gian quy định. Presentation no kikite wa, những cái người nghe ấy. Business ni okeru koukyaku ya torihiki saki ga oi, trong số những cái người nghe thuyết trình thì có rất nhiều những cái vị khách cô kết cự hoặc là những cái đối tác làm ăn với mình. Kono bae jikan o yukou ni tsukau no koto wa, và trong trường hợp này cái việc sử dụng thời gian hiệu quả. Presentation o nhá. Koukyaku ya torihiki saki ni taisuru jisha no imeji o. Đó, sẽ làm cho cái bài thuyết trình của chúng ta như thế nào ạ? Và sẽ làm cho hình ảnh của chúng ta, đúng nhỉ? Của công ty chúng ta đối với khách hàng, đối với đối tác ấy sẽ như thế nào đấy? Và chúng ta có thể dịch câu này đó là gì nhỉ? Cái việc sử dụng hiệu quả thời gian nó sẽ là nguyên tắc quan trọng đa nguyên số cự, đúng nhỉ? Để thứ nhất đó là làm cho bài thuyết trình của chúng ta Seiko trong này chúng ta có thành công, và nó có thể làm số 2 là Kozo, là nâng cao cái hình ảnh của bản thân công ty chúng ta đối với khách hàng và đối tác. Như vậy bây giờ đúng nhỉ, nó sẽ khiến cho sẽ làm cho đúng nhỉ cái bài thuyết trình của mình thành công, hay là làm cho hình ảnh của công ty mình được nâng lên, nâng tầm vị thế, thì chỉ có thể là chúng ta dùng với dạng saseru thôi, thể sai khiến, nhớ không nhỉ? Saseru nó còn có tác dụng đó là khiến cho ai đó trở nên như thế nào, làm cho cái gì đó trở nên như thế nào. Ví dụ haha o simbai saseru, làm cho bố mẹ phải lo lắng. Keikaku o seiko saseru, làm cho kế hoạch thành công. Thì đáp án hợp lý nhất trong trường hợp này, chú ý có ố đằng trước nữa, thì chỉ có thể là xa xe, khiến cho làm cho cái gì đó trở nên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài này nhé. Presentation no saisho ni. Đó, đầu tiên với mỗi bài thuyết trình thì sao? Shouhin no sutsume o ni 20 phút de nani nani to itte hajimeta bai, kanarazu 20 phút de shiryou suru hitsuyou ga aru. À, nếu mà bài đầu lúc đầu vào thuyết trình đúng không? Chúng ta nói cái câu này gì đó giải thích à cái sản phẩm này trong vòng 20 phút đúng không? Thì nhất chắc chắn là chúng ta nhất định đúng không? Chúng ta phải kết thúc bài nói chuyện của chúng ta trong 20 phút. Hãy có shite itadaki, được ai đó làm gì cho mình. Sasete itadakimasu, à shite itadakimasu và sasete itadakimasu. À, mình xin phép được thuyết trình, xin phép được giải thích đúng không ạ? Chúng ta có quá câu quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Happyo sasete itadakimasu, nhưng mà muốn được mọi người cho phép mình làm cái gì đó. Thì chúng ta sẽ chỉ có thể chọn đáp án số 2 thôi đúng không ạ? Sasete
Itadakimasu. Chúng ta không dùng kemasu. Kemasu rất hay dùng trong câu nhờ và xin phép, nhưng mà nó dạng câu hỏi cơ. Đúng nhỉ? Sasete itadakemasen ka? Còn với một câu khẳng định, cho phép mình làm cái gì đó. Sasete itadakimasu. Minna onaji. Thì khi mình nói những cái câu này đúng không? Kore wa, cái việc mà mình hoàn thành đúng cái bài thuyết trình của mình trong thời gian dự định ấy. Kikite tono jikan no yakusoku da, thì nó cũng giống như việc là mình là có lời hứa, hứa hẹn về mặt thời gian với người nghe. Donahito ni totemo atae rareta jikan no nagasa wa byoro de aru. Nha. Bất kỳ ai cũng vậy thôi, đúng nha. Cái thời, cái độ dài, đúng nha. Thời, cái khoảng thời gian mà được trao cho ấy, thì đều bình đẳng. Kikite no jikan o morate presentation wo suru bai. Trong cái trường hợp, đúng nhỉ, mình đã nhận được, đúng nhỉ, sự cho phép về mặt thời gian của người nghe, đúng nhỉ, mình đã được người ta cho phép mình thuyết trình rồi, đúng không? Thì sao đây ạ? Anata ni jikan wo sashiageru. Anata no jikan wo taisetsu ni kangaeru. Tōsha no shōhin wa saiko no mono desu. Tōsha no shōhin wo yoku goran kudasai. Đấy. Khi mình đã được người ta cho phép mình thuyết trình, đúng nhờ, người ta đã dành thời gian cho mình để mình thuyết trình thì sao? Thì mình phải thì thế nào nhỉ các bạn? Đáp án chắc chắn là số 2 rồi đúng không nhờ? Thì cái việc mà mình tuân thủ thời gian, đúng nhờ, coi trọng thời gian ấy, đúng không ạ? Tối ưu message yo, sự tài thì nó sẽ thể hiện được cái gì đấy nhờ, cái thông điệp mà mình muốn gửi nhắn gửi đó là sao, mình đang đúng nhờ, mình đang rất là coi trọng thời gian của người ta, của bạn. Anata no jikan o taisetsu ni kangaete masu yo, đúng nhờ, mình hoàn thành đúng cái bài thuyết trình của mình trong cái thời gian cho phép, đúng không, thì cũng đồng nghĩa truyền tải thông điệp với khách hàng đó là sao, đúng nhờ, à tôi đang rất là coi trọng, đúng nhờ, cái thời gian của anh chị, cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để lắng nghe tôi. Thì chọn đáp án số 2 sẽ là hợp lý nhất nhé các bạn nhé. Và câu cuối cùng. Moshi yotei yori nagai presentation wo shita naraba, nayo wa donna ni yokute mo presentation shippai de aru. À, chẳng may đúng không nhỉ, mà mình nói quá dài so với thời gian quy định, thì dẫu cái nội dung của mình có tốt đi chăng nữa đúng không nhỉ, nhưng đó vẫn là một cái thất bại đúng không nhỉ, khi mình thuyết trình. Kono koto yoku kangaete jibun hai bun o speki de aru. Đó, chúng ta cần phải suy nghĩ rất kỹ về việc này đúng không nhỉ, phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Thì chúng ta còn ni totte wa. Ni totte wa thường mình đánh giá quan điểm đúng không nhỉ, dựa trên quan điểm cái nhìn của ai đó. Niyote wa thể hiện sự phong phú đa dạng, tùy theo, tùy vào đúng không nhỉ. Ni atatte giống toki đấy, khi, và toste wa với tư cách, với vai trò. Thì câu 54 đúng nhỉ, đáp án của chúng ta sẽ là 4 nhé. Thì dẫu nội dung có thất bại đúng nhỉ, nhưng xét về cái khoản thuyết trình đúng nhỉ, với tư cách một bài thuyết trình ấy, thì cái việc quá thời gian đó là một cái thất bại rồi. Quá. Tiếp theo, đây sẽ là đáp án phần đọc hiểu dành cho các bạn nào đã thi GLBT, thi thử GLBT N2 của Trung tâm Tiếng Nhật Cosen. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Và đây là đáp án phần nghe hiểu. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào livestream gần nhất. Chạm và tạm nhé.